Mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Chúng ta tìm hiểu bài 28 không khí chữa cháy. Các vấn đề chúng ta sẽ nghiên cứu gồm có thành phần không khí, bảo vệ không khí trong lành. Riêng mục sự cháy và sự oxy hóa chậm, các em sẽ tự nghiên cứu. Chúng ta vào phần thứ nhất, xác định thành phần không khí. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu không khí gồm những chất gì. Phần trăm thể tích của từng khí là bao nhiêu? Như các em đang thấy trên hình đó là một bếp than, cần có oxy thì than mới cháy và khi than cháy sẽ sinh ra khí CO2. Tiếp theo đó là hình ảnh Đà Lạt, thành phố sương mù. Sương mù là hiện tượng hơi nước ngưng tụ thành các hạt li ti. Đây là hình cây họ đậu. Ở cây họ đậu, rễ có nốt sần, có khả năng lấy nitơ trong khí quyển để phát triển. Từ những hiện tượng trên cho chúng ta thấy được không khí cơ bản có khí oxy, khí carbonic, nước, khí nitơ và nhiều khí khác. Để xác định tỷ lệ phần trăm thể tích các khí có trong không khí, người ta tiến hành đốt phốt pho đỏ trong muỗng sắt, rồi đưa nhanh phốt pho đỏ đang cháy vào ống hình trụ. Ống này được chia thành các phần bằng nhau như trên hình và đậy kín miệng ống bằng nút cao su. Các em theo dõi thí nghiệm sau. Xác định thành phần không khí. Đốt cháy phốt pho đỏ trong muôi sắt. Khi phốt pho cháy mạnh, đưa nhanh vào ống hình trụ, đồng thời đậy kín miệng ống. Khoảng trống trong ống hình trụ này đã được đánh dấu thành 5 phần bằng nhau về thể tích. Sau một thời gian, thấy mực nước dâng lên chiếm 1 phần 5 thể tích khoảng trống của ống hình trụ. Chứng tỏ trong không khí oxy chiếm khoảng 1 phần 5 về thể tích. Qua thí nghiệm trên, chúng ta thấy rằng thể tích của oxy bằng 1 phần 5 thể tích của không khí. Và bằng nhiều thí nghiệm, người ta đã xác định được trong không khí có 21% là khí oxy và 78% là khí nitơ. Chúng ta có thể đi tới kết luận sau. Thành phần của không khí. Không khí là hỗn hợp gồm có nhiều chất khí. Thành phần theo tỷ lệ thể tích của không khí là 78% là nitơ, 21% oxy, 1% là khí khác, trong đó gồm có khí carbonic, nước, khí hiếm và nhiều khí khác. Chúng ta sang nội dung bảo vệ không khí trong lành và tránh ô nhiễm. Thank you.
May quá mọi người đều không sao. Hỏa hoạn thật là đáng sợ. Sao lại có hỏa hoạn được nhỉ? Mẹ tớ bảo có thể là do ai đó đã làm đổ máy sưởi ấm đấy. Máy sưởi ấm á? Ồ, hóa ra tất cả đều bắt nguồn từ đám cháy. Nhiên liệu, nhiệt và oxy sẽ tạo ra phản ứng hóa học gây ra sự cháy. Thế nhiên liệu gồm những gì? Nguyên liệu á? Là sách, giấy báo. Còn có cả bàn ghế, quần áo, cả nhựa nữa. Đồ chơi của chúng mình cũng có thể là nhiên liệu đấy. Nếu không có nhiên liệu thì không có sự cháy đúng không? Đúng thế. Và nước sẽ dập lửa đúng thế không? Về cơ bản là thế, nhưng các cậu cần nhớ không được dùng nước hoặc bình cứu hỏa để dập lửa cháy do dầu hoặc điện đâu đấy. Thế còn oxy thì sao? Không có oxy thì sự cháy cũng sẽ không xảy ra. Phải có sự kết hợp cả ba yếu tố này thì mới gây cháy được. Ồ, thì ra là thế. Bố ơi, từ đâu mà có hỏa hoạn vậy ạ? Hầu hết hỏa hoạn xảy ra đều do sơ suất của con người. Ví dụ như khi mẹ nấu nướng xong để quên không tắt bếp. Vậy còn gì nữa không bố? Diêm này, bật lửa này, nến này, súng mồi, lửa bếp ga, thậm chí cả máy sưởi ấm cũng có thể gây nên hỏa hoạn đấy bo ạ. Bo nhìn này, nếu máy sưởi ấm bị đổ sẽ gây chập điện và gây cháy, nên con phải để máy sưởi ấm cách vật liệu dễ cháy ít nhất là phải 1 mét đấy. Quan trọng nhất là khi ra khỏi phòng phải tắt máy sưởi ấm nhé. Vâng, con nhớ rồi ạ. Ơ bố ơi,
Thế lửa gây hại đến con người và đồ vật, thế khói có an toàn không ạ? Theo con thì sao? Con nghĩ là không an toàn, bởi nếu hít phải khói sẽ gây ngạt thở đúng không bố? Đúng thế, khói lan rất là nhanh nên khả năng gây hại đến con người còn hơn cả lửa đấy. Đó là những nội dung mà chúng ta đã nghiên cứu ngày hôm nay. Các em xem lại bài học không khí và sự cháy làm bài tập số 1 và 7 sách giáo khoa trang 99. Thân chào các em.